Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Tại sao có câu nói không cho mượn xe thì mất bạn, cho mượn thì mất tiền? Có một cái sự thật là anh em ai cũng quý cái chiếc xe của mình, xem em nó như là cái con vợ thứ hai. Việc một người bạn mượn xe chạy thử là điều thường xuyên xảy ra, và không phải lúc nào cái chiếc xe cũng trở về lành lặn là điều đáng nói. Ai cũng biết được điều đó. Thực tế ai cũng biết đến những rủi ro gặp phải cái lúc mượn và cho mượn xe. Không may xảy ra hậu quả rất khó giải quyết, vì đó là anh em, bạn bè. Bắt đền bù tiền là điều đương nhiên, nhưng sẽ bất tình bạn cũng là điều dễ hiểu. Cái cách tốt nhất là anh em nên hạn chế tối đa việc mượn xe của bạn bè, đặc biệt là đối với những cái chiếc phần cơ lớn khi chưa hiểu rõ hoặc chưa từng được cầm lái những cái mẫu xe tương tự như vậy. Nếu muốn ngỏ lời mượn xe thì ít nhất là trọng lượng cũng như sức mạnh của chiếc xe đó không chênh lệch quá nhiều với cái chiếc xe của bạn đã từng được cầm lái. Cái điều đáng nói ở đây là những anh em chạy được những cái chiếc xe nhỏ thường rất tự tin mình sẽ kiểm soát được một cái chiếc phần cơ lớn, cả những cái mẫu 1.000 phân khối. Cái suy nghĩ đó non nớt lắm, đó làm tiền mất tật mang và mất luôn cái tình bạn. Việc cầm lái không quen một chiếc xe cũng là rất nguy hiểm nếu anh em có cái tính là thể hiện bản thân. Những cái mẫu xe phần cơ lớn với cái sức mạnh và trọng lượng chênh lệch rất lớn, việc té ngã hay bốc đầu là chắc chắn với một cái tay mơ. Việc điều khiển một cái chiếc phần cơ lớn đơn giản như vậy thì nhiều người chơi đã không phải bỏ tiền mua hoặc áp dụng từng phân khúc rồi mới đến một cái chiếc 1.000 phân khối. Ngay cả một cái chiếc xe độ nếu không biết cách chạy ở động cơ cái chiếc xe sẽ rất gặp chuyện hư hỏng. Việc kiểm soát được chiếc xe hay không là cả một vấn đề, do cái trọng lượng xe quá nhẹ so với cái sức mạnh của khối động cơ đã được nâng cấp. Chính vì vậy khi mượn xe thì hãy nên suy nghĩ thật kỹ có bao nhiêu phần trăm an toàn khi điều khiển chiếc xe đó. Và điều quan trọng là quý tiền của anh em có đủ mua đứt chiếc xe nếu chẳng may xảy ra cái sự cố. Từ chối thông minh. Sẽ có những lúc một người bạn thân sẽ đề xuất với anh em chạy một cái chiếc xe của họ. Nếu đơn giản hơn đó là một chiếc xe trong cái tầm kiểm soát của bạn thì mọi điều là tốt đẹp. Nhưng hãy biết một điều là từ chối nếu đó là một cái chiếc xe thuộc là phân khúc hoàn toàn khác, bạn chẳng có một cái chút kinh nghiệm nào để điều khiển nó. Bạn hãy chú ý cho mượn, tức là họ rất quý bạn. Đừng vì một lần chạy thử xe mà đánh mất đi người bạn tốt, điều đó là không đáng. Trường hợp những người muốn mượn xe chạy thử xe của anh em thì hãy cần cân nhắc và bạn. Nếu biết là một người thiếu kinh nghiệm chạy xe, thích cái tính thể hiện và cái cảm giác là không an toàn với chiếc xe thì hãy khôn khéo từ chối họ. Đương nhiên không thể từ chối thẳng, hãy thử nói một vài lần khi bạn bị ngã với chiếc xe đó và cảnh báo với họ những cái vấn đề có thể xảy ra nếu chạy. Một người bạn tốt sẽ vui đáp nhận cái lời từ chối. Nói tóm lại, hãy biết cân nhắc trong việc mượn và cho mượn xe, vì nó ảnh hưởng đến quý tiền và tình bạn của anh em. Nếu một người từ chối cho bạn mượn xe thì hãy vui vẻ, vì chứng tỏ họ muốn tốt cho bạn và cả quý tiền của bạn. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, đừng quên tiếp nhấn like, share, subscribe.